Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục thi đua yêu nước của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, là trường chuyên biệt duy nhất của tỉnh Cao Bằng, thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo học sinh dân tộc nội trú bậc trung học phổ thông là con em các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Trong những năm qua, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng không ngừng được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện cho nhà trường nâng cao đời sống cho học sinh người dân tộc, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng. Không chỉ là một trong những đơn vị điển hình tiêu biểu nhất của phong trào thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020, nơi đây còn là ngôi trường thắp sáng ước mơ trí thức cho nhiều học sinh dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Cao Bằng. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Mai Nguyên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường nhận định, trong những năm qua, Ban giám hiệu nhà trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh luôn chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đó là đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh, tập trung chỉ đạo công tác quản sinh, xây dựng nếp sống nội trú, từng bước đổi mới công tác quản lý, góp phần đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng cho học sinh nội trú. Năm học 2020-2021, trường có 400 học sinh với 55 cán bộ giáo viên và nhân viên. 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 6 giáo viên trình độ thạc sĩ, 3 giáo viên đang theo học cao học. Nhiều giáo viên dạy giỏi các cấp, đảm nhiệm giáo dục, giảng dạy, nuôi dưỡng 400 học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, gồm Tày, Nùng, Giao, Sán Chỉ, Quý Châu, Lô Lô và dân tộc Ngái. Theo tinh thần nghị quyết số 29 NQTU về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nhà trường đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc rèn luyện. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý và giảng dạy, kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thi đua dạy tốt, học tốt. Đồng thời, nhà trường chú trọng giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp, lý tưởng sống, khát khao học tập, khát vọng cống hiến cho học sinh, tạo môi trường thuận lợi để học sinh rèn đức luyện tài. Để nâng cao chất lượng dạy và học văn hóa, ngay từ đầu năm, nhà trường tổ chức phân luồng học sinh để có phương pháp giảng dạy phù hợp với năng lực của các em. Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nhà trường chỉ đạo các tổ nhóm, chuyên môn và cán bộ giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua và tạo điều kiện để các cá nhân phấn đấu thi đua thực hiện nhằm đạt được những kết quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ giáo viên thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề. Nhà trường quan tâm tổ chức nhiều chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy, trong đó các chuyên đề về bồi dưỡng học sinh giỏi và ứng dụng công nghệ thông tin. Hàng năm, trên 72% số cán bộ viên chức xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% giáo viên được đánh giá xếp loại chuẩn giáo viên trung học phổ thông, trong đó khá, xuất sắc đạt trên 96%. Trên 95% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin soạn bài và sử dụng thiết bị dạy học hiệu quả. Hàng năm có trên 1.300 giờ ứng dụng công nghệ thông tin, 3.000 giờ sử dụng thiết bị và phòng học bộ môn, 200 giờ dạy tích hợp và dạy học theo chủ đề. Nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số, chú trọng giáo dục mũi nhọn và đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh dân tộc thiểu số rất ít người. Năm học 2020-2021, nhà trường xác định trọng tâm trong công tác đổi mới là dạy học theo chủ đề, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Nhà trường đã thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệu quả dạy học 2 buổi một ngày. Nội dung chương trình bám sát kế hoạch dạy học, thực hiện dạy học tự chọn bám sát, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và thực hiện các hoạt động giáo dục khác. Cô Lê Thị Lan Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, để có được kết quả trong học tập, ngay từ đầu năm, trường đã tổ chức khảo sát chất lượng 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh đối với học sinh lớp 10 nhằm nắm bắt được lực học của các em, từ đó sẽ phân loại đối tượng học sinh để có biện pháp phụ đạo kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Bên cạnh đó, nhà trường luôn quan tâm tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, sân chơi trí tuệ đầu tuần, hướng nghề, hướng nghiệp và đẩy mạnh cuộc vận động 20,
tháng thanh niên, tháng vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, khuyến khích động viên học sinh tự tin tham gia học tập ở bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trường luôn hướng đến. Trong những năm qua thì với truyền thống tốt đẹp của nhà trường, chúng tôi cũng luôn luôn thực hiện tốt những cái phong trào thi đua, thực hiện theo lời dạy của Bác, đó chính là dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức hiệu quả phong trào thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực, và đặc biệt là đẩy mạnh hiệu quả sáng tạo việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng một cách sáng tạo để hỗ trợ các em học sinh khó khăn trong trường, không chỉ học sinh khó khăn trong trường mà sau khi tốt nghiệp, thống kê và tạo điều kiện cho các em học sinh học ở bậc học cao hơn. Tỷ lệ của các em học sinh đỗ vào đại học càng năm càng cao, 100% các em học sinh lên lớp thẳng. Kể cả những năm gần đây các em học sinh tuyển thẳng thuộc dân tộc thiểu số rất ít người, ví dụ như dân tộc Lô Lô, dân tộc Ngái, thì các em cũng đã được vào các cái trường như các em mong muốn. Và trong nhiều năm qua thì việc tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì tỷ lệ tốt nghiệp của nhà trường thì đều đỗ 100%, và tỷ lệ học sinh khá giỏi là trên 80%. Và đặc biệt là đối với giáo dục mũi nhọn thì nhà trường cũng đạt từ 50 đến 70 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Và bên cạnh đó thì còn có nhiều giải thuộc các môn ví dụ như quốc phòng an ninh, thể thao, các cuộc thi qua mạng, các cuộc thi trực tuyến, các cuộc thi kiểm tiểu văn hóa và thậm chí là tham gia thi toàn quốc. Là loại hình trường chuyên biệt, học sinh của trường đến từ các thôn bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, không qua thi tuyển nên chất lượng đầu vào thấp, học sinh dân tộc rất ít người còn hạn chế trong tiếp thu kiến thức, rụt rè, nhút nhát và thiếu kỹ năng trong sinh hoạt tập thể cũng như các hoạt động giáo dục chung. Đây cũng là một khó khăn đối với nhà trường. Khắc phục khó khăn đó, nhà trường đã phân công giáo viên các bộ môn thực hiện phụ đạo kiến thức cho học sinh. Đồng thời giáo viên chủ nhiệm luôn quan tâm sâu sát giúp đỡ các em hòa nhập với môi trường nội trú và thành lập các nhóm hỗ trợ học tập giữa các học sinh trong lớp, trong trường để giúp đỡ tạo điều kiện để các em theo kịp chương trình và từng bước nâng cao chất lượng học tập rèn luyện của học sinh tại ngôi trường này. Với đặc thù của trường học sinh trường dân tộc nội trú tỉnh thì các em đến từ những vùng miền khác nhau trong tỉnh, cho nên là ngôi trường dân tộc nội trú tỉnh chính là ngôi nhà thứ hai. Và xác định tất cả vì học sinh thân yêu thì đối với lại chúng tôi thì luôn quan tâm động viên các em trong học tập cũng như là trong sinh hoạt, đồng thời thì cũng phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở trong nhà trường để thực hiện các buổi ngoại khóa bằng hình thức như là trải nghiệm thực tế hay là trải nghiệm sáng tạo, để từ đó góp phần làm tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cũng như là phát huy năng lực phẩm chất của các em. Cũng nhờ được sự tạo điều kiện quan tâm của ban lãnh đạo nhà trường, cho nên đối với những giáo viên trẻ chúng tôi thì được tiếp cận với những phương pháp dạy học mới cũng như là những kỹ thuật dạy học tích cực, để từ đó phát huy năng lực phẩm chất của các em học sinh, góp phần không nhỏ vào phong trào thi đua dạy tốt, học tốt cũng như là phong trào đổi mới sáng tạo trong nhà trường. Đặc biệt thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhà trường thực hiện tốt 5 yêu cầu và 5 nội dung của phong trào, tạo nên môi trường sư phạm thân thiện, cảnh quan môi trường luôn an toàn, xanh, sạch đẹp, giúp học sinh dân tộc nội trú an tâm tích cực trong sinh hoạt, học tập và rèn luyện tại trường. Sau gần 3 năm học tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào về những bề dày thành tích mà trường đã đạt được. Trong 60 năm xây dựng và phát triển thì trường đã đạt được nhiều thành tích và được đón nhận nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo và các bộ ban ngành khác, và được học dưới mái trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh với những bề dày thành tích về dạy tốt và học tốt, được tham gia nhiều hoạt động. Em cảm ơn Đảng và Nhà nước, các cô chú cán bộ lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và đặc biệt là các thầy cô giáo, các cô chú cán bộ của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đã luôn dìu dắt trong bữa ăn giấc ngủ của chúng em. Và cuối cùng, để đền đáp lại công ơn đó, chúng em sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện và cố gắng hơn nữa trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và sẽ tiếp nối truyền thống xứng đáng là học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng. Em cảm thấy rất là tự hào khi mà được là một trong những học sinh đỗ vào trường. Được có cơ hội này thì cũng là nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các bác, các cô, các chú trong Sở Giáo dục Đào tạo
đã cho những học sinh như chúng em có cơ hội được học tập và rèn luyện tại ngôi trường này. Em cũng rất cảm ơn những thầy cô giáo, những người cha, người mẹ thứ hai đã luôn quan tâm chăm sóc chúng em để đền đáp lại những công lao to lớn mà các thầy cô đã dành cho chúng em, cũng như phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Em sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa, phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, phấn đấu trở thành một người con ngoan, trò giỏi, góp phần xây dựng quê hương Cao Bằng ngày một tươi đẹp hơn. Với tâm huyết của đội ngũ nhà giáo và sự nỗ lực vượt khó trong học tập và rèn luyện của học sinh, trong những năm học qua, 100% học sinh lên lớp, trên 80% đạt danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến, 100% tốt nghiệp trung học phổ thông, trên 90% đỗ đại học, cao đẳng, dự bị đại học. Nhà trường đã có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, nhiều học sinh đạt thành tích được đi du học nước ngoài. 5 năm qua, có 282 giải cấp tỉnh, 480 giải cấp huyện, thành phố, trên 600 đạt giải cấp trường, 8 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 24 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thành phố, 28 giáo viên dạy giỏi cấp trường. Nói về phương hướng của trường trong năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo, cô Lê Thị Lan Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực vượt khó, sáng tạo và xây dựng được một ngôi trường mà tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động rất là đồng thuận, đoàn kết để tiếp tục thực hiện mọi cái hướng dẫn của bộ, của ngành về cái việc tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất cũng như là về đội ngũ, về cơ cấu nhân lực cũng như là tạo lòng tin đối với lại đảng, đối với lại chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các em học sinh để các em có thể đón chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm 2022-2023 sao cho tự tin và đạt hiệu quả nhất. Và cũng trong thời gian tới thì chúng tôi cũng cố gắng để bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới để thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đó chính là không chỉ dạy chữ mà còn dạy người, cố gắng để giáo dục đào tạo cho các em năng lực và kỹ năng sống để cho các em học sinh không chỉ học ở các bậc học cao hơn mà nếu có thể thì các em có thể quay về để xây dựng bản làng quê hương đất nước. Ghi nhận sự đóng góp của tập thể cán bộ giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh trong công tác giáo dục đào tạo học sinh dân tộc thiểu số, trường đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng 3, cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 9 năm liền được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Với quyết tâm của ban giám hiệu, sự đồng thuận và tâm huyết của tập thể sư phạm đã kiên trì sáng tạo, nỗ lực không ngừng, đóng góp công sức trí tuệ trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhân lực, nhân tài cho quê hương đất nước, nâng bước nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên những tầm cao tri thức, thắp sáng niềm tin cho nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn ở Cao Bằng. Chuyên mục thi đua yêu nước tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.